đây là vài tờ giấy cứng. Và hôm nay tôi sẽ dùng nó để thử tạo ra một chiếc đèn Halloween biến ngô. Xem có được không nha. Bắt đầu từ đây đi. Giờ tôi sẽ cắt giấy thành từng chiếc lá như này. Sau đó thì dán lại với nhau là ra được trái bí. Sao nó xấu thế nhờ. Tưởng xếp giấy là đơn giản. Ai dè đâu nó khó hơn tôi nghĩ nhiều mấy bạn hả. Tới nước này đành phải đi cầu cứu chị Google vậy. Và sau một hồi tìm kiếm, cái này trông được đấy. Ok, giờ đi mua thêm giấy và bắt đầu lại thôi. Theo hướng dẫn thì đầu tiên mình sẽ cần một tờ giấy hình vuông cái đã. Sau đó thì bắt đầu gấp, gấp và lại gấp. Để cuối cùng ra được cái hình như vậy. Giờ thì nhìn theo hướng dẫn rồi dán mấy cái nếp gấp mà nãy dính lại với nhau. Tiếp tục gập mấy cái điểm nhọn xuống nữa là mình được trái bí rồi nè. Công nhận có hướng dẫn dễ ghê ha. Bước cuối cùng là thêm mặt cho em. Bỏ đèn vào trong, đội thêm cái nón nữa. Và... Halloween vui vẻ nha.